xuống từ từ nè. Chỉ có ở Mỹ Thứ mình mới có cái vụ này nha các bạn. Gắn hai phi vô hãm lồng lội nước. Có nhìn kệ ghê không? Ôi. Chết. Đọc ha. Cái mương này cạn nha bạn, không chiên tôm rồi. Nó không chèm, nó không lúng.